Võ Ngọc Tân và Long Cường xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thì hôm nay em muốn anh làm cà ri. Dạ được. Thì bây giờ anh sẽ nấu cà ri gì đây? Mình đã từng ăn cà ri gà tôm này, cà ri gà nè, cà ri ốc nè. Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị một món cà ri vẹm chả dừa. Cà ri vẹm trái dừa. Dạ. Wow, Tân thách thức là cà ri bình thường thôi mà hôm nay tự nhiên có cái trái dừa nữa thì chắc chắn là nó sẽ có một cái gì đó nó béo ngậy của cái vị dừa đây. Không những cái trái dừa của mình béo không đâu mà mình còn có con vẹm này cũng khá là béo. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái đầu tiên là cái nào nè? Bước đầu tiên của mình sẽ là cắt hành nè. Dạ. Cắt riềng, cắt sả, tất cả những cái gia vị gồm ở trong một cái nồi cà ri như bình thường. Mình có bột cà ri cũng như là cà ri dầu, một xíu nước mắm, hạt nêm và cơm từ trái dừa. Em thấy cái này là nó đặc biệt nè. Dạ. Nãy giờ em thấy nó đặc biệt. Rồi tiêu, muối, đường là bình thường đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi chắc Cường nhờ anh Tân cắt giùm Cường cái này làm 8, cắt theo chiều dọc á. Cắt theo chiều dọc làm 8. Đúng rồi. Trong thời gian anh cắt cái hành em cũng cắt cái sả này luôn. Sả này mình cắt lát nha anh Tân. Cho vào đây giùm em nha. Rồi mình sẽ dùng 2 tép tỏi, mình băm nó ra. 2 tép tỏi băm ra. Nhưng mà ớt này thí dụ mình thay thế một loại ớt khác được không? Để cho nó ớt hiểm cũng được. Ớt hiểm xanh cũng được. Nếu như anh Tân là người thích ăn cay, còn mình chỉ muốn lấy mùi nó thì mình nên dùng ớt sừng đỏ. Với lại nó đẹp nữa đúng không? Dạ. Nó đỏ đều nhau, nó đẹp ha. Dạ. Anh cắt giúp em là khoảng đây 2 củ riềng. 2 củ riềng. Cắt lát nha. Cắt lát. Rồi, để nhanh hơn thì trong thời gian đó em bắt cái bếp lửa lên và em xào tất cả những thành phần mình đã cắt trước. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Lửa vừa nha anh Tân. Mình bỏ dầu ăn vô. 2 củ hành tím. Bỏ hành tím vô. À, lá chanh. Lá chanh này á, mình sẽ bỏ cái sống lưng của lá bỏ nó đi. Bỏ cái sống lá. Vì cái sống lá nó hơi cứng á, mình cắt nhỏ nó luôn. Dạ. Yeah. Rồi, mình cho vào đây luôn cái phần sả và tỏi. Nghe nó xèo xèo mà nó còn thơm nữa ha. Thơm ha. Em thích ăn mấy cái mà kiểu mà đậm vị vậy nè. Bỏ tỏi, hành, ớt đồ này nọ vô. Ở đây mình có một muỗng cà phê bột cà ri, một muỗng cà ri dầu, lá chanh. Em thấy là bắt đầu là sực mùi thơm lên rồi ha. Thơm hơn các cái hỗn hợp này lên, mình cho nước dừa vào. Mình có nước của một trái dừa. Trái dừa này. Trái dừa. Rồi còn cái phần cơm dừa, mình cắt mình bỏ vào thẳng vào luôn. Mình nêm vào đây là khoảng một muỗng cà phê hạt nêm. Hạt nêm. Một muỗng cà phê tiêu. Tiêu. Tiêu đen. Đúng rồi. Một muỗng cà phê tiêu. Ví dụ mình bỏ tiêu trắng cho nó thơm được không mình? Cũng được. Mình cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Nước mắm. Dạ. Một xíu muối nữa. Dạ. Mình thử nhẹ trước cái nước đi. Nó vừa thơm. Thơm là thơm cái mùi cà ri á. Nhưng mà nó lại nó không có mà gọi là nó quá chát. Tại vì cái nước dừa này mình sử dụng nước dừa tươi, nước dừa xiêm xanh nữa. Dạ. Rất là thanh ngọt tự nhiên luôn. Dạ. Rồi bây giờ bước tiếp theo á, mình làm sánh á, bằng một xíu bột năng. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh bột năng. Để cho nó sánh lại ha. Rồi, bước cuối cùng cho bỏ vẹn vô. Rồi hết tất cả gia vị mình có vào. Mình nấu thêm nó khoảng 1 phút 30 giây nữa cho nó thấm đều là mình sẽ ăn thôi. Em thấy là bắt đầu thơm rồi đó nha. Rồi. Nhưng mà anh, cái này là cà ri là mình ăn với bánh mì hả? Em dạ, ăn đúng với rồi. Gì? Mà với bánh mì. Ngoài ra thì mình cũng có thể ăn với lại cơm hoặc là bún. Rồi không biết là bây giờ nó là anh tắt lửa rồi thì em có thể thưởng thức được chưa? Vâng, và không để anh Tân đợi lâu nữa, mời anh Tân cùng với quý vị khán giả mình cùng nhau thưởng thức thôi. Thank you.
Bình thường mình sẽ ăn trong một cái tô hay một cái nồi ha. Bây giờ cái mình tận dụng luôn cái phần của cái vỏ của cái trái dừa. Cái nhìn thấy nó hấp dẫn ghê ha. Nó dân dã nữa ha. Dạ, không, em thấy nó sang. Ờ, dạ. Mà em anh... thích mấy cái kiểu mà nó tự nhiên đồ này nọ vậy nè. Bây giờ mình... em thôi. Em mời anh. Dạ, mời anh Tăng. Rồi, cảm ơn anh. Món này mình dùng kèm với bánh mì nha anh Tăng. Dạ. Một xíu cơm dừa nè. Cơm dừa. Rồi, em mời dạ, anh. Dạ. Hồi nãy là từ đầu em đã thấy được là miếng dừa này nè. Mình bỏ vô từ đầu á. Cho nên em nghĩ là chắc nó cũng thấm. Nó sao? Nó ngọt. Ngọt của dừa nè. Cộng với lại cái mùi cà ri á. Nó bám bám bên ngoài á. Cái xong rồi nó đậm cái mùi cà ri. Rồi cộng với lại cái sự mặn mặn á. Đậm đà. Mà nó ngọt thanh. Ngọt thanh từ cái trái dừa á. Em thấy là tuyệt vời đó. Em ăn thử cái thịt cái con này rồi. Mình thử luôn nha. Cái miếng dừa nãy nó mềm, nó sực sực. Còn thịt của con vẹm á, nó lại dai mà nó có độ mềm. Ở ngoài nó cũng có một cái độ giòn nhẹ của nó. Đúng rồi, nó gần ngay chỗ cái gần cái cồi của con vẹm á. Cộng với lại cái vị bắt đầu nó thấm vô á, đậm đà. Và Lâm Cường xin chúc quý khán giả có thể thực hiện lại món cà ri vẹm trái dừa này ngay tại nhà thật nhanh và ngon. Thưởng thức xong rồi, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thì bây giờ Ngọc Tân và Lâm Cường xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ quen thuộc vào lúc 11:50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Anh cái này là mình có dừa rồi, mình có cần bỏ sữa giống như mấy cái cà ri khác không? À, mình chỉ cần nấu cái nước dừa này cho nó sôi bùng lên. Dạ. Mình đánh một xíu bột năng vô cho nó là được. Còn mấy cái cà ri khác thì bây giờ mình bỏ sữa hay là bỏ nước cốt dừa đồ này nọ vô không?